Xin chào các bác, ngày hôm nay thì em sẽ mang tới cho các bác một cái thương hiệu máy khoan mới đến từ Kyocera, Nhật Bản. Và con này sẽ sử dụng cái dòng pin là 18V. Và bây giờ thì em sẽ review qua cho các bác xem nha. Và máy thì sẽ được đựng trong một cái vali nhựa như thế này. Ở bên trong nó sẽ có bao gồm là một cái tay cầm trợ lực của máy, thân máy kèm pin 4A, một cái cữ nông sâu, chỉnh nông sâu, và một cái cục sạc 18V. Đấy, em sẽ để cái hộp qua một bên nhé. Em sẽ đi chi tiết một chút về cái thông số của con Kyocera này. Và mã của nó là DPD181. Động cơ là boosted không trổi than. Và nó sẽ có cái tốc độ không tải khá là cao so với những cái dòng khoan ở trên thị trường. Con này thiết kế gần giống như con XPH14 của Makita. Và con này so với XPH14 có tốc độ vòng quay con này cao hơn một chút. Con này lên tới là 2.200 vòng. Đối với 999 của Daewoo hoặc là con XPH14 nó chỉ rơi vào tầm khoảng đâu đấy 2.000 đến 2.001 thôi. Con này tốc độ khá là cao, 2.200 vòng trên một phút. Và máy sẽ có 3 chức năng là bắt vít và khoan thường và khoan có búa. Cấp trượt để bắt vít là tổng sẽ có 21 cấp trượt khi các bác sử dụng. Nếu mà sử dụng cấp trượt để bắt vít thì các bác chuyển qua cái chế độ bắt vít nha. Nó sẽ có hình chế độ khoan này, chế độ bắt vít và chế độ khoan búa. Nếu mà anh em sử dụng thì bắt vít thì để qua chế độ bắt vít để sử dụng cấp độ trượt nha. Và chỉnh chế độ thì nó sẽ có hai cái phần lẫy ở hai bên như này để cho các bác giữ tay nó dễ. Đây, các bác có thể chuyển qua như thế này. Khoan búa thì chuyển qua búa. Và cấp tốc độ thì sẽ có hai cấp tốc độ nhanh và chậm. Tuy nhiên thì cái phần lưỡi phần chuyển cấp của nó cỏ nhẹ. Tuy nhiên thì phần này nó đáng lẽ ra nó phải làm gồ ghề lên một chút nữa để mình chỉnh cấp nó sẽ nhẹ nhàng và nó sướng tay hơn nha. Này nó chỉnh cấp cảm giác nó hơi khó một chút. Tuy nhiên thì cái cỏ chỉnh cấp cũng tương đối là nhẹ. Và đầu kẹp là Autolock kim loại 13 mm. Autolock thì các bác sẽ kẹp đầu từ 1 đến 13 mm nha. Và tiếng máy cũng gần tương tự Makita, cũng đều là thương hiệu Nhật Bản nhưng mà tiếng máy nó cũng gần giống Makita. Và phía dưới của phần máy nó sẽ có hiển thị pin. Con này thì chỉ có chỉnh cấp 123 thôi, 12 thôi, chứ nó cũng không có những cái thông số thông minh gì nữa cả. Nên là phía dưới này nó chỉ có phần báo pin cho các bác. Đây, ví dụ bây giờ là còn hai vạch pin. Đây là sẽ là ba vạch pin nha. Và phần này là phần móc của máy. Còn đây là cục pin. Cục pin thì các bác có thể sử dụng cái cục pin 5AH như thế này, hoặc là các bác có thể mua bất kỳ những cái cục pin 1,5A, 2A của Kyocera đều được, hoặc là sẽ dùng chung với lại pin 18V hoặc là pin FlexVolt của Daewoo đều được nha. Cái này nó sẽ sử dụng chung với lại pin Daewoo hoặc là Dayton D20. Rồi và đến thông số về cái sạc của nó. Mã sạc của nó là 1802L và có tốc độ sạc là 4A trong vòng 1 tiếng. Ví dụ như các bác dùng một cục pin 5A như này thì nó sẽ mất đâu đấy tầm khoảng 7 đến 75 phút để đầy cục pin 5A nhé. Còn 4A thì nó sẽ mất một tiếng tròn. Tốc độ sạc cũng khá là ok. Thời gian như vậy cũng khá là ổn rồi. Và cái mã seri của máy và thông số của máy nó sẽ ghi ở phần đế máy nhé. Nó sẽ không ghi ở bên hông như Makita hoặc là đế luôn đâu. Nó sẽ ghi ở phần đế máy như thế này. Các bác có thể đọc qua tốc độ không tải của nó. Còn cái Newton mét của con này thì các bác sẽ đọc qua ở phần giấy hướng dẫn sử dụng nha. Cấp độ 2 của nó, cấp độ nhanh ấy, thì nó sẽ là 2.000 vòng trên một phút, thì Newton là 20 Newton thôi. Còn cấp độ 1 là chậm thì Newton lên tới là 80 Newton. Newton của con này cũng tương đối khỏe nha các bác. Và bây giờ thì em sẽ mang đi test con này cho các bác xem về khoan tường, bê tông, bắt vít, những cái chức năng thông dụng của nó. Và bật mí về mức giá của con này, hiện tại nó mới về Việt Nam thôi, gần như là cũng chưa có ai review cho các bác xem đâu. Thì mức giá cả bộ, ví dụ một thân máy, một pin 5A, một sạc, nó sẽ loanh quanh đâu đấy tầm khoảng 5 đến 6 triệu đồng cho một bộ.
giá cũng tương đối cao, cao ngang ngửa đều luôn với Makita. Và không biết là trong quá trình sử dụng lâu dài thì nó sẽ có ok hay không, nhưng mà thương hiệu Nhật Bản thì nó chắc chắn là nó cũng sẽ không làm các bác thất vọng đâu. Thì em sẽ dùng một thời gian để em sẽ đánh giá lên clip sau cho các bác nha. Và bây giờ thì em sẽ mang đi test cho các bác. Nếu mà các bác nào cần mua hàng và cần tư vấn thì có thể liên hệ số điện thoại trực tiếp em để ở trên màn hình nha. Và bây giờ thì em sẽ mang đi test thử cho các bác xem.